cơn mưa rừng tháng 3 như tắm gội cả một vùng đồi núi Măng Đen, Con Plong, tỉnh Kon Tum, nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên. Vùng đất quanh năm sương mù này có đến 90% người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, 100% số xã thuộc diện nghèo đặc biệt khó khăn. Nơi đây còn nổi danh bởi bạt ngàn những đồi sim tím, loài cây dại thường được đồng bào sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh từ ngàn xưa. Trước đây, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn khi giao thông, kinh tế chưa phát triển. Nhưng ngày nay, đến Măng Đen, mọi thứ đã thay đổi khác nhiều. Nhiều người tậu được xe, xây được nhà, vào nhà có cuộc sống sung túc hơn. Sự thay đổi tích cực này phần đến vì cơ sở hạ tầng đã phát triển để phục vụ du lịch, và phần còn lại chính nhờ cây sim và rượu vang sim được sản xuất từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sim Thiên Sơn. Năm 2013, công ty Sim Thiên Sơn đã thành lập dự án bảo tồn cây sim rừng thuộc địa bàn hai xã Hiếu và xã Pờ E, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trong đó, diện tích bảo tồn là 450 ha, diện tích vùng nguyên liệu sản xuất là hơn 67 ha. Dự án được thực hiện trong vòng 50 năm, từ 2013 đến khoảng cuối năm 2016, dự án đã phát triển cây giống trên diện tích khoảng 6.000 m2 tại thôn Con Plong, xã Hiếu, huyện Con Plong và đưa vùng nguyên liệu vào hoạt động sản xuất vang sim. Ở độ cao và dưới tán thông thì cái trái sim nó sẽ có độ tím, cái màu tím, tức là cái chất tamin của nó rất cao và cái độ ngọt nó cao hơn, nó nhiều hơn so với cái cây sim ở dưới vùng thấp hơn. Và người dân tộc thì trước đây họ chỉ ăn chơi, hái những quả này ăn chơi. Đấy. Cho nên là chúng tôi mới thấy như thế thì mới làm ra cái rượu van để cùng với họ có cái, cho họ có cái cuộc sống thoát nghèo. Do đó mà cái rượu van sim Măng Đen là một cái sản phẩm đặc trưng để giúp cho đồng bào dân tộc ở nơi đây phát triển. Điều đặc biệt của dự án này chính là đã mang đến nguồn sinh kế ổn định cho đồng bào dân tộc nơi đây. Người đồng bào được hướng dẫn bảo vệ vùng rừng sim và trồng cây sim, đến mùa thì thu hoạch rồi bán lại cho công ty Sim Thiên Sơn. Nhiều người dân địa phương cũng có công ăn việc làm ổn định khi trở thành nhân công sản xuất của công ty. Theo tôi biết là tôi có dịp đi Pháp, mà tôi có thưởng thức cái vang của rượu Pháp ở cái thành phố Reims, và tôi cũng vừa mới thưởng thức được cái rượu vang của hoa sim, mà tôi thấy cái chất lượng nó là có rất là cao, mà hai nữa là nó có cái tác động y khoa rất là tốt. Nếu mà thông thường những người Tây phương á, cái người lớn tuổi hoặc là trung niên cũng được, cứ tối trước khi đi ngủ uống một ly rượu vang, thì bây giờ cái vang hoa sim này nó cũng có tác động y khoa tốt như vậy. Công ty này đóng góp vào cái phần mà giúp đỡ để nâng cao cái đời sống xã hội cho cái đồng bào mà dân tộc ở khu vực này, thứ đấy là cái công việc rất là tuyệt vời. Hiện tại công ty Sim Thiên Sơn đang xây dựng nhà máy sản xuất với quy mô diện tích 3,9 ha. Ngoài sản xuất vang sim rừng, nhà máy cũng sẽ nghiên cứu các chế phẩm khác từ trái sim rừng như nước ngọt sim, siro trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ xây dựng nhà trưng bày và quảng bá nét văn hóa độc đáo của Tây Nguyên, thu hút du khách đến với Măng Đen. Chúng tôi sẽ chia làm hai phân khu. Một phân khu là chúng tôi trồng cây giống sim để cung cấp cho người dân, họ trồng dặm lại những cái nơi mà bị phá. Còn ở khu ở trên đồi thông như chúng ta đang đứng, thì chúng tôi sẽ khai thác là du lịch sinh thái. Thì khi mà du lịch sinh thái thì chúng tôi sẽ dọn hết các cái cây khác đi để lại cây thông và cây sim, thì là và làm những lên nên những cái bồn để mà bơm nước lên để tưới cho cái vườn ở phía dưới. Sản phẩm được vinh dự đón nhận sản phẩm xanh sạch do Hội Khoa học Thực phẩm Việt Nam chứng nhận cúp vàng vì sức khỏe người tiêu dùng. Chính sự xuất hiện và phát triển của rượu vang sim rừng Măng Đen
đã tác động tích cực đến đời sống của người dân Con Plong, Kon Tum, Tây Nguyên khi giá sim bắt đầu tăng gấp đôi ba lần so với trước đây. Cuộc sống người dân thay đổi và Mang Đen lại có thêm một đặc sản, rượu vang sim rừng. Dòng rượu này chảy khắp nẻo đường Nam Trung Bắc và đang sẵn sàng chặng hành trình vươn ra biển lớn.